Xin chào các bạn, mình là Quang, thành viên của Lai Hut. Đã lâu rồi chúng ta không được gặp nhau trên chương trình tuần này đọc gì của Lai Hut YouTube. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình này. Do thời gian vừa rồi các bạn thành viên khác đang thi chuyển cấp, vì vậy thời gian này chúng mình sẽ tiếp tục cho chương trình tuần này đọc gì với tác phẩm Quân khu Nam Đồng của tác giả Bảo Ninh. Tác phẩm này viết về tuổi trẻ học trò, thời thanh thiếu niên của đời người mới thực là đề tài Quân khu Nam Đồng. Và mình không để các bạn đợi lâu nữa, chúng mình sẽ đến phần đầu tiên nhé. Ngày gặp mặt. Khu tập thể quân đội Nam Đồng được xây dựng sau năm 1964 là một trong những khu gia binh lớn nhất Hà Nội thời chiến tranh chống Mỹ. Ban đầu, khu gồm 8 dãy nhà 4 tầng, chủ yếu dành cho các gia đình sĩ quan cấp úy và cấp tá. Về sau, Bộ Quốc phòng xây thêm 6 dãy nhà 1 tầng giữa các dãy 4 tầng. Khoảng 500 gia đình sĩ quan sống ở đây. Thế nhưng, những người gắn bó nhất với khu tập thể không phải là các ông bố mặc quân phục thường xuyên xa nhà, mà là lũ con nít. Khi đến đây, vào những năm 1964-1965, chúng đa phần chừng 5-7 tuổi. Gắn bó với nhau suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu, cùng học, cùng chơi, cùng tranh một chỗ xếp hàng mua gạo, hứng nước, cùng nhau đánh lộn và cùng yêu khi lớn lên. Bọn trẻ con trong khu tập thể có rất nhiều kỷ niệm chung. Sau hàng chục năm trời, giữa chúng vẫn duy trì một mối quan hệ khá đặc biệt. Chính vì thế, khi nghe tin Ban Liên lạc ở Hà Nội thông báo tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khu tập thể, thành viên từ khắp mọi miền hưởng ứng rầm rầm. Hòa thông báo cho Việt ở thành phố Hồ Chí Minh về sự kiện này. Ban đầu Việt không muốn ra. Tôi thấy các kỳ họp mặt của khu Nam Đồng gần đây đa phần là bọn trẻ. Mình tới, chúng cũng chẳng biết là ai. Hòa động viên, quên ai thì quên chứ sao mà quên được anh Việt, thành viên khét tiếng một thời của quân khu Nam Đồng. Mới ngày nào đó mà đã 50 năm rồi, thực ra bây giờ đâu có mấy người hiểu vì sao một khu tập thể kiểu mẫu của các quân, gia đình quân nhân ngày ấy lại biến thành quân khu. Việt trầm ngâm. Bọn mình cũng đã trải qua đủ ngọt bùi cay đắng, nhưng phải thừa nhận thời gian sống ở khu Nam Đồng là những ngày vui và đẹp đẽ nhất. Việt tặc lưỡi nói thêm. Chẳng hiểu sao ngày đó, một lũ trẻ danh mà dám xưng hùng xưng bá với thanh niên Hà Nội. Ngày gặp mặt, số người tới gấp đôi dự kiến, gần 700 người. Rượu vào lời ra, quá khứ tràn về như thác lũ, Việt ngơ ngác giữa đám đông. Nó rời khu Nam Đồng đi bộ đội từ giữa năm 1974, sau đó vào thẳng Sài Gòn. Người thân xa nhau 20 năm gặp lại, nhiều khi thành lạ, huống hồ Việt và nhiều người sau 40 năm mới nhìn thấy nhau. Cô hàng xóm sát nhà đấm nó thủm thủm vì tội không nhận ra em. Mà nhớ sao được, khi ngày xưa em nhí nhảnh ngây thơ, giờ tóc em bắt đầu điểm bạc. Việt cũng không nhận ra bạn Hạnh, học cùng lớp ngồi bàn trên. Cả bạn Trang trước đây Việt hay sang nhà mượn chuyện, giờ Việt cũng không nhận ra. Tóm lại, em nào, bạn nào nhận ra Việt thì nhận, nó hầu như chẳng nhận ra ai. Đặc biệt, có một em rất xinh, túm lấy Việt. Ôi anh Việt, nhớ em không? Nhìn kiểu này chắc không nhớ rồi. Ngày xưa anh em mình cởi chuồng tắm chung với nhau, vẫn không nhớ à? Ôi, chán cái anh này quá. Việt ngẩn người, cố lục tìm trong các miền ký ức mà không ra đoạn ấy. Hồi đó, tuy nghịch ngợm nhưng sống rất trong sáng, làm gì đã biết cởi chuồng tắm chung với con gái, nó ngượng nghịu. Anh không nhớ, nhưng bây giờ mình có thể cùng trở về quá khứ được không em? Cô em cười, anh quá đáng vừa chứ. Quá trưa, mọi người lần lượt ra về, Việt vẫn nấn ná ngồi uống. Nó vào Sài Gòn lâu nên nhiễm cái tật uống lai dai. Đám bạn học cũ cùng lớp nhắc Việt giữ sức để tối chơi tiếp. Lần nào bạn bè vào Sài Gòn, Việt cũng đón tiếp thịnh soạn. Lần này, nó ra Hà Nội, lại gặp dịp kỷ niệm 50 năm sống chung ở khu tập thể Nam Đồng, nhất định phải uống thêm một trận đã đời. Đến 6 giờ chiều, cả bọn gặp mặt đầy đủ ở điểm hẹn, nhưng không thấy Việt đâu. Gọi điện thoại mới biết nó vẫn đang nhậu với những đứa chưa chịu về ở Lê Thạch Quán. May mà hai địa điểm gần nhau nên 10 phút sau Việt cũng có mặt. Giọng nó có vẻ say. Mấy chục năm không gặp, tôi nhìn ai cũng thấy lạ,
Nhưng rất nhiều người nhận ra tôi và tới cụng ly. Ai cụng ly tôi cũng uống, không nhớ nổi uống bao nhiêu nữa. Vui thật, gặp mọi người nhớ lại bao nhiêu chuyện. Trong lúc mọi người tranh nhau nhắc lại kỷ niệm xưa, Hòa đề nghị: hay bọn mình viết lại chuyện quân khu Nam Đồng ngày xưa để cho con cháu nó xem. Việt phản ứng: không được, các ông mà viết thế, trong đó cũng có tôi. Chuyện tôi ngày xưa có hay ho gì đâu, học thì dốt, suốt ngày đánh nhau, liên tục bị vào đồn công an. Thái Đen cũng không đồng tình. Hai đứa con nhà tôi từ bé đã ngang bướng, thích đánh nhau giống hệt tôi hồi nhỏ. Vì vậy, ngoài việc giáo dục, tôi còn phải không cho chúng nó phát hiện ra đấy là gen của bố. Chuyện bọn mình ngày xưa kể cho nhau nghe thì được, nếu viết thành sách phải cân nhắc. Hoàng hùa theo: đừng viết, hơn 30 năm nay vợ tôi vẫn nghĩ tôi, tuy ở khu Nam Đồng nhưng mà rất ngoan. Nếu mà viết thành chuyện, vợ tôi đọc được, nó sẽ bảo tôi là đồ lừa đảo. Nó đâu biết chuyện tôi đã từng bị giam, ngày đó biết tôi từng đi tù, đời nào nó lấy tôi. Khanh cũng có lý do riêng để phản đối. Còn lại các bố, chuyện đã qua, xin các bố hãy để cho nó ngủ yên. Cô ba nhà con tuy là chính cung nhưng hay ghen chuyện cũ lắm. Bây giờ kể hết chuyện yêu đương ngày trước, nó sẽ tra khảo suốt ngày. Hà Tư lẩm bẩm, chẳng biết nó tán thành hay phản đối. Nếu ngày xưa các ông biết sợ như thế, khu tập thể Nam Đồng đã chẳng biến thành quân khu. Hòa nói, kể từ ngày bọn mình xưng hùng xưng bá, làm cho cái tên quân khu Nam Đồng trở nên khét tiếng một thời, cũng hơn 40 năm rồi. Ông Việt đang sống độc thân. Nếu chuyện được viết ra, có khi lại trở thành ngôi sao sáng để các quý cô chưa chồng tới cầu hôn. Ông Khanh cũng không nên sợ cô ba ghen chuyện cũ. Nếu hay ghen, cô ấy đã chẳng chịu làm vợ thứ tư của ông. Còn vợ chồng ông Hoàng, ván đã đóng thuyền 3 thập kỷ, không lẽ bỏ nhau vì một chuyện từ đời nào? Mà nếu có bị bỏ chăng, ông kiếm đâu chẳng được một cô kém 20 tuổi như vợ ông Khanh đây. Hà Tư đồng tình, theo tôi, nếu viết lại được đúng chuyện của bọn mình thì nên viết, bọn mình ngày xưa cũng oai hùng lắm chứ. Việt nhún vai, oai gì cái chuyện có lớn mà chẳng có khôn, khi máu rùa lên mặt là vung dao vung gậy rồi bị công an bắt nhốt. Nghĩ mà thương ông già nhà tôi ngày ấy, liên tục phải nên đồn, bảo lãnh cho con. Bây giờ kể lại, những chuyện đánh đấm khi xưa chỉ nêu gương xấu cho lũ trẻ. Hà Tư lắc đầu, hồi đó mình đánh nhau nhưng là nghĩa hiệp. Đánh nhau là để tự vệ, để tiêu diệt bọn xấu, để bảo vệ bạn bè. Việt cất ngang, và để được đi tù nữa. Ông có nhớ cái vụ án năm 1974 tại hội trường khu tập thể Nam Đồng không? Giờ nghĩ lại những trận đánh của anh em mình ngày ấy còn thấy ghê chứ đừng nói là viết lại. Hòa nói, nếu viết chuyện về quân khu Nam Đồng mà không kể về những trận đánh thì đâu còn là quân khu. Bọn mình ngày đó đánh nhau cũng có hoàn cảnh và nguyên nhân của nó. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu có một tác phẩm viết về những trận đánh của quân khu Nam Đồng. Thái Đen đề nghị, nếu các ông muốn viết thì phải viết làm sao cho có tính giáo dục, để còn cho con cái đọc, đừng nói nhiều về các vụ đánh nhau. Hòa quyết định biên tập lại cho gọn gàng, cứ tưởng công việc nhẹ nhàng, hóa ra mất rất nhiều thời gian. Bản thảo những câu chuyện về quân khu Nam Đồng được gửi cho một số thành viên trong khu đóng góp, đa phần ủng hộ, nhưng cũng có những ý kiến trái chiều. Người này thắc mắc sao không có tên mình trong đó, người kia thấy nhân vật hơi phản diện, trùng tên mình, lập tức đòi bỏ chi tiết này, bổ sung chi tiết khác. Hòa vò đầu bứt tai, cuối cùng, nhà biên tập bất đắc dĩ quyết định đổi hết tên nhân vật thật trong chuyện. Có điều, trong khu tập thể có hàng nghìn cái tên, rất nhiều tên giống nhau. Đặt tên không trùng người này thì sẽ trùng người kia, đành phải giải thích thêm. Đây là chuyện, giống như tiểu thuyết nên phải hư cấu, xin đừng hiểu lầm giữa những nhân vật và người thật việc thật. Mặt khác, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhìn lại ký ức, mọi thứ cứ lung linh và mờ ảo, giống như một buổi sáng mùa đông. Chúng ta ngắm nhìn cảnh vật qua những lớp sương mù. Vì vậy, các tình tiết trong câu chuyện cũng có thể đôi điều không chính xác. Quân khu Nam Đồng, tác giả Bảo Ninh, 12 ngày đêm. Tháng 4 năm 1972, có tin Mỹ sẽ cho máy bay ném bom trở lại miền Bắc. Toàn bộ học sinh Hà Nội phải về nông thôn sơ tán, một số đi theo trại của cơ quan bố hoặc mẹ như Hòa và Khanh, Tế Nhổn, Đính và Minh lên Vĩnh Yên.
Một số khác như Việt, Ngọc, Hoàng sơ tán theo trường cấp 3 Đống Đa về Chương Mỹ, Hà Tây. Chỉ có mấy ngày mà đám bạn bè mỗi đứa một nơi, chưa biết ngày nào trở lại. Không phải lần đầu đi sơ tán nên chẳng ai bỡ ngỡ. Miền quê luôn thú vị và hấp dẫn với đám trẻ con thành phố. Không gian rộng lớn, bầu trời bao la, hồ nước trong xanh, cánh đồng bát ngát, dòng sông hiền hòa, tha hồ chơi bời thỏa thích. Một buổi tối, Hoàng ngồi dạy hai đứa em bài đồng dao, đom đóm bay qua. Thầy tưởng là ma, thầy ù thầy chạy, ba thằng ba gậy, đi rước thầy về. Bắt con lợn xề, cho thầy chọc tiết, bắt con cá diếc, cho thầy bẻ mang, bắt con tôm càng, cho thầy bóc vỏ. Ông Lê Hồng Đào, chủ nhà, người Hòa vẫn gọi sau lưng là ông Ba Quả, đang ngồi uống nước ngắt lời nó. Anh đọc sai rồi, phải đọc là ba thằng bảy gậy đi rước thầy về. Hòa cãi, cháu đọc theo sách, sao làm sao được. Cái Lê Thị Mận, con gái ông Ba Quả ngồi cạnh, cũng chen vào, bố sai thì có, con đọc sách cũng thấy đúng là ba thằng ba gậy. Ở nhà này, ông Ba Quả không bao giờ thèm đếm xỉa tới ý kiến của Lê Thị Mận, Lê Thị Bưởi và Lê Thị Lựu. Dù chúng cũng ba quả như ông, ông chỉ chăm chăm lắng nghe nhận xét của cậu út Lê Hồng Cam. Hòa thỉnh thoảng lại an ủi bọn con gái là nếu thiếu mấy đứa chúng nó, tên ông Đào với Cam ghép kiểu gì cũng không đủ một mình mâm ngũ quả trên ban thờ. Ông bảo Hòa, sách sai, anh cho tôi hỏi, anh có biết con cá diếc như thế nào không? Mặc dù chẳng biết hình thù cá diếc thế nào, Hòa vẫn nói, cháu biết, mẹ cháu hay kho cho bọn cháu ăn. Anh có biết tại sao trong bài này lại nói bắt con cá diếc cho thầy bẻ mang không? Hòa trả lời bừa, chắc bài đồng dao này ám chỉ thầy bói chỉ nói giỏi mà không biết làm, cho thầy bẻ mang cá diếc để thầy quên lao động. Không phải, đây là bài đồng dao nói ngược. Ở quê chúng tôi mổ cá diếc không bao giờ bẻ mang. Thầy bói là người bắt ma trừ tà, không thể nào thấy đom đóm lại tưởng là ma. Lợn xề là nái đẻ, không đem chọc tiết, xẻ thịt. Còn tôm càng khi ăn đâu có ai bóc vỏ. Toàn bộ bài đồng dao anh vừa đọc, câu nào cũng nói ngược. Vì vậy, nếu ba thằng ba gậy sẽ có một câu nói thuận lọt thỏm vào giữa. Từ thời các cụ, tôi thấy ở đây mọi người vẫn đọc ba thằng bảy gậy. Hòa thấy ông chủ nhà nói cũng có lý, và nó rất khoái vì nhờ chuyện này nó biết thêm về cá diếc với lợn xề. Nhưng nó vẫn tin sách, làm gì có chuyện ông bao quả lại giỏi hơn sách, và tiếp tục dạy em theo sách. Cứ thế, ngày miền quê đem đến cho Hòa thêm những điều mới lạ. Dù đang chiến tranh, nhưng với bọn trẻ ở nơi sơ tán, đó là những ngày tháng yên bình. Mỗi khi máy bay Mỹ tới, kèn báo động vang lên, cả lũ chạy xuống hầm trú ẩn, thò cổ ngắm những vệt khói trắng của tên lửa ngoằn ngoèo trên nền trời xanh lơ. Với tụi chúng, chiến tranh là một cái gì đó rất mơ hồ và ở xa tít tắp. Cho tới một ngày tối 18 tháng 12 năm 1972, khoảng 7 rưỡi, vừa ăn cơm xong thì có kẻng báo động. Hòa cố tình nhẩn nha trong nhà, nó rất ngại xuống hầm buổi tối. Ở đời xuống chết có số, nếu như bom rơi trúng cái hầm chữ A được gác treo bởi mấy cây tre, trên phủ sơn xài rơm trộn với bùn thì có tránh đằng trời. Nó sợ nhất đêm tối xuống hầm dẫm phải bọn cóc hoặc sờ phải nhái bén ếch ương, thi thoảng gặp cả rắn nữa. Nói chung, họ rất sợ những con da trơn trơn nhơn nhớt như thạch sùng, thằn lằn, tắc nghè, cóc, nhái. Về sau nó mở rộng thêm vào danh sách này bọn người lươn lẹo. Nó nghĩ bụng, không xuống hầm chưa chắc lại chết vì bom, xuống hầm có khi lại chết vì rắn độc cằn. Tuy vậy, quy định báo động phải xuống hầm, mọi người xuống cả, một mình ở trên cũng khó coi. Nhưng tối nay không chỉ một hai hồi kẻng, nhưng mọi khi kẻng liên tục dồn dập, tiếng đạn pháo, tiếng bom nổ, tiếng gầm rú của máy bay như một bản giao hưởng hỗn loạn trên bầu trời. Hòa lẩm bẩm, chết rồi, nó đánh Hà Nội. Suốt đêm, mỗi lần nghe bom và súng nổ lẫn trong tiếng kẻng báo động, mọi người lại lốc thốc ra hầm. Khoảng hơn 4 giờ sáng, Hòa vừa chợp mắt lại nghe bom nổ rầm rầm. Vừa buồn ngủ, vừa mệt và lười, nó trùm chăn kín đầu, phó mặc số mệnh.
Nó vừa ngủ vừa thấp thỏm không biết bố mẹ ở Hà Nội có sao không. Rồi nó tự an ủi, chắc gì Mỹ đã đánh vào Hà Nội, các bên đang đàm phán ký kết hiệp định Paris. Có lẽ Mỹ chỉ thả bom đâu đó ở ngoại thành, tiếng bom nghe gần lắm, chắc gần đây nên nó sơ tán chứ không phải thủ đô. Hôm sau đến trường, các thầy cô thông báo đêm qua máy bay B-52 Mỹ tấn công Hà Nội. Học sinh phải nghỉ học để gia cố các hầm trú ẩn. Cả ngày hôm đó hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng tôi đến cũng khoảng ngoài 7 rưỡi. Cảnh báo động lại vang lên dồn dập. Lần này tiếng bom và tiếng súng phòng không còn rền vang hơn đêm trước. Nhà cửa rung bần bật. Có cảm giác mặt đất rùng rùng chuyển động dưới bước chân của một đàn voi khổng lồ đang di chuyển rậm rãi. Mỗi bước chân nện xuống là một tiếng bom rền. Cả đêm hòa phải ở dưới hầm. Tới hơn 5 giờ sáng hôm sau mới ngớt tiếng bom và súng. Mặt trời nhô ra, hắt ánh sáng vàng ịch trên những quầng mây xám xịt. Đến trường, non đám bạn bè đứa nào cũng phờ phạc. Nhà trường thông báo nghỉ học tiếp. Về nhà, Hòa thấy chấn đích người. Bà nội không đi sơ tán, nay được mẹ đưa lên cùng với cô Hương và hai đứa bé lít nhít đang khóc inh ỏi. Hòa và hai em được ông chủ nhà sắp xếp nằm trên hai cái giường tre. Giờ thêm 4 người nữa, thành ra không đủ chỗ. Ba anh em nhường giường cho bà và mẹ con cô Hương. Trẻ ni lông nằm dưới đất. Ông chủ nhà luôn mượn xin lỗi bởi nhà chật quá. Hòa cũng cảm thấy hơi ngại. Mẹ con cô Hương không phải thành phần của trại. Lên thế là sai quy định. Bác Dụ, trại trưởng đi qua trông thấy, tỏ ấy không hài lòng nhưng cũng chẳng nói gì. Cô Hương cứ thanh minh cô chỉ ở nhờ mấy hôm vì lúc này chẳng biết chạy đi đâu cả. Ít bữa nữa cơ quan cô thu xếp được chỗ sơ tán, cô sẽ chuyển đi ngay. Hà Nội vắng tanh, trên khắp các ngã đường ra ngoài thủ đô là những dòng người rồng rắn đi sơ tán. Sau hai đêm máy bay B-52 ném bom, nếu không vì nhiệm vụ, ít người dám trụ lại. Đêm 20 và 21, cứ sau 7 rưỡi tối, máy bay Mỹ lại vào ném bom. Sang ngày 23 và 24 thì súng bắn, bom nổ cả đêm lẫn ngày. Nhiều lúc Hòa phát chán, chả buồn xuống hầm trú ẩn. Nó thừa biết nếu một quả bom rơi xuống, cả ngôi nhà này cùng với hầm sẽ biến thành cái ao. Hòa rủ Khanh ra trận địa của đơn vị pháo cao xạ xin một chân phục vụ, làm tiếp đạn hay đưa nước, dù sao được tham gia đánh nhau cũng sướng hơn cảnh suốt ngày trốn xuống hầm như đám chuột. Nhưng tính Khanh vốn nhát chết nên chối đây đẩy. Sáng ngày 25, Minh và Đính nghe lỏm được tin Mỹ tuyên bố sẽ không ném bom ngày Noel nên từ Vĩnh Yên xuống rủ Hòa và Khanh về Hà Nội chơi. Khanh không về, nó cho rằng không tin được bọn đế quốc Mỹ. Hòa thấy thế lại mừng vì trốn một lúc hai thằng dễ lộ. Nó dặn Khanh ở lại đưa lựa lời mà nói dối, đừng để bác Dụ biết nó đi Hà Nội. Về cái khoản nói dối như thật, Hòa hoàn toàn tin tưởng ở Khanh. Tới Hà Nội, ba đứa gặp Việt và Hoàng cũng trốn trường cấp 3 nội trú từ Trương Mỹ Hà Tây về. Việt bảo trốn đi chơi những ngày này an toàn nhất vì thầy cô giáo lúc nào cũng ở cạnh hầm trú ẩn, cứ thấy báo động là chui vào, đâu có thời giờ đi điểm kiểm tra học sinh. Nó nghe trộm đài BBC thấy Mỹ tuyên bố ngừng đám bom ngày Noel nên rủ Hoàng trốn về Hà Nội. Trừ Hoàng biết chỗ mẹ giấu chìa khóa, còn mấy đứa kia chẳng ai vào được nhà nên cả bọn về nhà nó lục bếp không có gì chén được. Hoàng xúc mấy bơ gạo mang xuống ngã tư Sở đổi bánh cuốn. Đến nơi cửa hàng đóng im ỉm, cả nhà bà bán bánh cuốn đã đi sơ tán. Hoàng đói quá, đề xuất nấu cơm ăn với muối cũng được. Trong lúc Hoàng thổi cơm, Việt thấy ngoài sân có con gà mái gầy còm, nó bèn lùa vào hành lang, nhẹ nhàng khép cóc, bắt sống. Hoàng nhìn thấy, nói ngay, gà nhà cô Hoa dạy toán đấy, thả ra đi. Việt toan thả, xong lại ngần ngừ, thả ra, có khi ngày mai bom Mỹ cũng giết chết nó, chết vì bom, chắc gì đã được toàn thây. Hoàng lẩm bẩm, cả nhà cô Hòa đi sơ tán hết, lấy đâu người cho nó ăn, sớm muộn nó cũng chết vì đói. Mình đề xuất nhân ngày Đức Chúa Giáng Sinh nên mình hóa kiếp cho nó để nó sống được đổi đời.
Hỏa vẫn ngần ngừ. Minh bồi tiếp: mình hỏa kiếp cho nó để kiếp sau nó trở thành con công, con phượng, có khi nó còn cảm ơn mình. Hỏa tán thêm: cô Hoa mà thấy mấy thằng cháu yêu của cô sắp chết đói giữa một thành phố đang là tâm điểm của mưa bom bão đạn thế này, chắc cô thịt luôn cả đàn gà nhà cô cho bọn mình ăn ấy chứ. Hỏa nghĩ ngợi, cuối cùng tình hàng xóm láng giềng của nó cũng bị đẩy lùi trước sự muốn ăn gà của chính mình. Nó bảo Minh: tao mổ xong, mày phải đem lông đi thật xa vứt nhé. Minh mặc cả: tao vứt lòng thôi, tí nữa ăn xong thằng Việt phải đem vứt xương. Việt cười: ăn xong mày hãy đi vứt lông, tiện tay vứt luôn xương. Con gà mái tuy gầy nhưng đầy một bụng trứng, có quả đã hình thành vỏ cứng, chắc chỉ ngày một ngày hai là đẻ. Mấy đứa chia nhau những quả trứng ngon và bùi, vừa ăn vừa tự an ủi mình đã giúp không chỉ một con mà là cả mẹ con. Anh em nhà gà của cô Hòa kiếp sau được trở thành con công, con phượng. Sau đó cả bọn lượn một vòng qua nhà máy cao su Sao Vàng và làng Nhân Chính trên những hố bom B-52. Buổi tối chúng đi chơi nhà thờ Hàng Bột và nhà thờ lớn, tới khuya mới về, để bố mẹ có muốn đuổi ngay về nơi sơ tán cũng không đuổi được. Quả nhiên về nhà, đứa nào cũng chỉ bị mắng qua loa mấy câu và phải hứa sáng sớm hôm sau sẽ trở lại nơi sơ tán. Thế nhưng khi chưa kịp mắc màn đi ngủ, Đính đã gọi cả bốn đứa ra thì thào: bố tao nói một thằng phi công khai Mỹ dự định sẽ ném bom khu tập thể Nam Đồng, vì nơi này tập trung nhiều sĩ quan cao cấp của quân đội, bố tao bắt phải đi ngay đêm nay. Lúc đó đã gần nửa đêm nên Hòa, Hoàng, Việt và Minh đều cảm thấy ngại. Hòa nói: Mỹ đã thông báo không đánh ngày Noel mà. Tổng thống Mỹ chứ không phải là bà bán kẹo kéo đâu mà nói rồi lại nuốt lời. Việt đồng tình: theo quy luật, nếu đánh đêm nó thường bắt đầu đến lúc 9:30. Bây giờ chưa đánh, chắc đêm mai mới đánh. Đính giải thích: ông già ta làm ở cục tác chiến, bộ tổng tham mưu, thông tin của ông chắc là chính xác. Nó chỉ không đánh ngày Noel thôi, qua nửa đêm là hết Noel. Chiều nay bộ tổng tham mưu đã lệnh cho quân chủng phòng không, không quân, từ 19 giờ tất cả bộ đội, vũ khí, tên lửa phải sẵn sàng chiến đấu. Việt lý sự: nó là Mỹ nên ngày Noel phải tính theo giờ Mỹ, chưa mai mới hết ngày Noel. Hòa cũng bàn lùi: đêm nay chưa chắc nó đã đánh, cô đánh chưa chắc đã trúng, đánh trúng chưa chắc đã chết. Thôi cứ để sáng mai đi. Đính có vẻ cũng ngại đi lúc nửa đêm, nó nói với Việt: thế tao ngủ với mày nhé, ông già tao kiên quyết bắt đi ngay đêm nay, bà già tao vừa bị ông ấy đưa lên nhà bác ở phố Khâm Thiên để tránh rồi. Việt đồng ý ngay. Nó nói: sáng mai tao cũng phải báo cho ông bà già tao biết chuyện máy bay Mỹ sẽ ném bom khu tập thể Nam Đồng để liệu mà đi tránh. Đính dặn: chúng mày nói cũng được, nhưng chuyện này là bí mật quân sự, phải nhắc ông già bà mày chúng mày đừng nói lung tung, không là đi tù đấy. Hôm sau cả bọn trở lại nơi sơ tán từ sớm tinh mơ. Đêm 26 tháng 12, thủ đô Hà Nội đã hứng chịu một trận bom B-52 thảm khốc nhất trong lịch sử. Phố Khâm Thiên bị tàn phá nặng nề, nhiều phố bị san phẳng. Có người nói mục tiêu Mỹ định đánh là khu tập thể Nam Đồng, nhưng do hỏa lực phòng không của ta dữ dội quá nên chúng ném bom lệch tọa độ. Nhìn từ trời cao, khu Khâm Thiên và khu tập thể Nam Đồng cách nhau chỉ một gang tay. Mẹ Đính mất trong đêm đó tại phố Khâm Thiên. Hôm nay chương trình đến đây là kết thúc. Số tới các bạn sẽ nghe tiếp phần thầy giáo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.